Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao luôn một cây sơn liễu nha. Cái này em phôi nha. Em về làm bầu sơ dừa để giữ ẩm rễ nha anh chị cô chú. Đây, em xin chị quá già luôn nha. Hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Cây này ở hoành em hoành là dưới đây là 8 nha. Cao là 12. Cái tán ngang của nó là 20 nha anh chị cô chú. Bây giờ xương là quá già luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã subscribe và ủng hộ luôn. Hàng mini để bàn anh chị.